Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19 và bão lụt gây ra, tuy nhiên với nỗ lực của chư tôn đức Phật giáo huyện Phú Ninh, công tác Phật sự chuyên ngành của Ban Trị sự Phật giáo huyện nhà đã đạt được nhiều thành tựu, trong đó nổi bật là hướng dẫn Phật tử tu học, xây dựng và tu sửa chốn sinh hoạt tâm linh, ước tính khoảng trên 16 tỷ đồng. Công tác từ thiện xã hội đạt trên 2,1 tỷ đồng, đó là những nội dung chính đã được báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020 của Ban Trị sự Phật giáo huyện Phú Ninh diễn ra vào ngày 10 tháng 1 tại văn phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện chùa Minh Cẩm xã Tam Phước. Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Viên Trừng, trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Phú Ninh đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết của chư tôn đức tăng ni, Phật tử trong huyện nhà trong công tác vì Phật sự chung. Theo báo cáo, huyện Phú Ninh có 21 cơ sở chùa, trong đó 19 cơ sở đã được bổ nhiệm trụ trì. Tổng số tăng ni và điệu chúng trong toàn huyện là 59 vị, trong đó có tỳ kheo 16 vị, tỳ kheo ni 15 vị, thức xoa mana 3 vị, sa di 4 vị, sa di ni 4 vị và 17 điệu chúng. Có khoảng 6.020 tín đồ, trong đó có 5.515 vị đã thọ ngũ giới, 125 vị thọ thập thiện, 40 vị thọ bồ tát giới tại gia. Về gia đình Phật tử có 15 đơn vị và đoàn ngành thanh đang sinh hoạt ổn định với 376 huynh trưởng và đoàn sinh, trong đó có 2 huynh trưởng cấp tấn, 12 huynh trưởng cấp tiến và 12 huynh trưởng cấp tập, 16 huynh trưởng tập sự và 90 đoàn sinh ngành thanh. 195 đoàn sinh ngành thiếu, 65 đoàn sinh ngành oanh. Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID-19 và bão lụt gây ra, tuy nhiên với nỗ lực của Chư Tôn Đức Phật Giáo huyện Phú Ninh, công tác Phật sự, chuyên ngành của Ban trị sự, Phật Giáo huyện nhà đã đạt được nhiều thành tựu, trong đó nổi bật là hướng dẫn Phật tử tu học, xây dựng và tu sửa chốn sinh hoạt tâm linh ước tính khoảng trên 16 tỷ đồng. Công tác từ thiện xã hội đạt trên 2,1 tỷ đồng. Tại hội nghị Chư Tôn Đức Phật tử đã phát biểu đóng góp tích cực đi đến thống nhất nhiều công tác Phật sự trong năm tới, trọng tâm như tổ chức đại hội đại biểu Phật giáo huyện Phú Ninh nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hoàn thiện hồ sơ xin xây dựng trung tâm Phật giáo huyện và lập hồ sơ xin sinh hoạt tập trung tại thôn Ngọc Tú, xã Tam Dân. Hội nghị cũng đã thống nhất thành lập ban tổ chức Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Phú Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 do Đại Đức Thích Viên Trừng làm trưởng ban, kiêm trưởng tiểu ban nhân sự, Đại Đức Thích Viên Quán làm phó trưởng ban, kiêm trưởng tiểu ban nội dung, Đại Đức Thích chân Lý làm phó trưởng ban, kiêm trưởng tiểu ban hậu cần, Đại Đức Thích Thanh Tịnh làm thư ký, cùng Chư Tôn Đức Phật Tử thành viên phụ trách các tiểu ban khác.